Tiếp theo, chủ đề ôn thi giữa học kỳ 2 đó là tam giác đặc biệt. Và phần đầu tiên là phần trắc nghiệm nào. Câu 1, khi nào tam giác ABC là một tam giác cân tại A nào? Chọn cho cô phương án đúng. Bởi vì tam giác ABC mà cân tại A thì góc B bằng góc C nhá. Câu 2 này. Khi nào tam giác ABC là vuông cân tại A? Hiển nhiên tam giác vuông cân thì phải có một góc vuông, hai góc còn lại bằng 45 độ. Nên là chúng ta sẽ chọn phương án là D nhé. Câu số 3, khi nào tam giác ABC là tam giác đều nào? Của câu 3 này là chúng ta phải chọn phương án nào nhỉ? Phương án A. Và ngoài ra có một phương án nữa. Đó là phương án nào đây? Phương án C. Bởi vì khi AB bằng AC, tức là góc B bằng góc C, sau đó lại bằng góc A nữa, thì ba góc bằng nhau và tam giác đó là tam giác đều. Câu 4. Trong một tam giác cân thì có hai cạnh bằng nhau, B có hai góc bằng nhau, C có một đường trung tuyến cũng là đường phân giác của tam giác đó, và D là tất cả các phương án đều đúng. Và ở đây phương án đúng là D. Cô đã dạy rất kỹ ở các buổi trước rồi. Câu 5. Trong tam giác cân thì A. Trung trực cạnh đáy đi qua đỉnh tam giác, B. Trung tuyến của tam giác cũng là đường phân giác của tam giác đó. Đường phân giác của tam giác đi qua trung điểm của cạnh tương ứng. Và D là tất cả các phương án A, B, C đều đúng. Lưu ý, đường trung tuyến, đường phân giác ở đây chúng ta chỉ xét tại đỉnh cân thôi nhé. Và phương án đúng ở đây là phương án D. Bởi vì là trong một tam giác cân thì đường trung tuyến cũng đồng thời đường phân giác và là cả đường trung trực. Bài 1, phần tự luận của chúng ta có nội dung như sau. Cho tam giác ABC cân tại A, BE và CF là các đường trung tuyến của tam giác ABC. Câu A, chứng minh rằng BE bằng CF. Câu B, chứng minh tam giác AEF cân. Và câu C là chứng minh song song. Với đáp án này các con hãy tự vẽ hình vào vở và làm trước vào vở cho cô Hiền nào. Và đây là hình vẽ của cô này. Thế bây giờ cô và chúng ta cùng suy nghĩ câu A nhé. Muốn chứng minh BE bằng CF thì phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, cô đã nói rồi, là ghép vào hai tam giác bằng nhau. Thì thông thường có hai cặp tam giác hay sử dụng, đó là cặp tam giác trên AFC. AEB. Và cặp tam giác phía dưới là tam giác này. Nhớ không? Đây. Cô thì cô hay thích chọn tam giác trên. Các bạn chọn tam giác nào cũng được. Ví dụ chọn tam giác AFC và tam giác AEB nhá. Đầu tiên nhìn hộ cô này.
tam giác ABC cân tại A nên AB bằng AC. AF bằng FB bằng AB chia mấy nhỉ? Chia 2. Còn AE bằng EC bằng AC chia 2. Như vậy ta được 4 đoạn thẳng bằng nhau. Đó là AF bằng FB bằng AE và bằng EC. Thế thì lập tức ta có câu B xong rồi này. Đúng chưa? Bây giờ thử xem ta bằng nhau có điều gì không nhỉ? Đầu tiên AF thì bằng AE. Góc A chung, đồng ý chưa? Và AC chính bằng AB, xong rồi. Như vậy hai tam giác bằng nhau trường hợp ở đây là gì? Cạnh, góc cạnh. Và chúng ta làm được câu A. Câu B xong rồi nhá. Bây giờ cô hướng dẫn câu C này. Phương pháp chứng minh song song khi có hai tam giác cân. Để ý ở đây, cô có tam giác AFE cân và ABC cũng cân. Thì ta sẽ chỉ ra hai góc đồng vị bằng nhau này. Nhìn đậu cô này. Có phải tam giác AFE cân nên hai góc này bằng nhau không? Tam giác ABC cũng cân nên góc B bằng góc C đúng không? Thế thì ta có này, hai lần góc F cộng góc A bằng 180 độ. Góc A là góc của tam giác ABC đấy nhá. Và từ đây truy ra góc F bằng 180 độ trừ góc A chia cho 2. Tương tự, góc B cũng bằng 180 độ trừ góc A chia cho 2 và suy ra góc F bằng góc B. Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên ta có song song. Và đây là hướng dẫn chi tiết của cô. Các con dựa trên hướng dẫn chi tiết này, các con tự trình bày vào vở nhé. Bài 2 này, cho tam giác ABC đều, cạnh AB bằng 6cm. Lấy điểm G trên cạnh AB sao cho BG bằng 2cm. Qua G, kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AC tại điểm D. Qua D, lại kẻ đường thẳng song song với AB, cắt BC tại E. Yêu cầu tính độ dài AD và DE. Câu B, gọi H là trung điểm BE, chứng minh rằng tam giác HDC là vuông. Đề bài này hơi dài, các con thử tự vẽ hình theo hướng dẫn của đề bài vào vở nào. Đây là hình vẽ của cô này. Nào, bây giờ chúng ta cùng cô đi tính độ dài đoạn thẳng AD và DE nào. AD đây, đúng chưa? Biết BG bằng 2cm và qua G kẻ đường thẳng song song với BC, cắt AC tại D, như vậy là GD. Đường này sẽ song song với BC. Ta biết rằng tam giác ABC là tam giác đều nên góc này bằng bao nhiêu độ? 60 độ. Góc này 60 độ, góc này cũng 60 độ. Vì song song nên góc G cũng bằng bao nhiêu độ? 60 độ. Ồ, một tam giác chỉ cần có hai góc 60 độ thôi, lập tức trở thành tam giác gì? Tam giác đều. Và như vậy AD chính bằng AG. Khi AG ta sẽ lấy 6 trừ đi 2 còn mấy? 4cm đúng không? Tiếp theo này, DE. DE thì ta lại nghĩ đến việc chứng minh tam giác này tam giác đều. Có làm được không? Tương tự như tam giác ở trên, lại sử dụng góc đồng vị và một tam giác có hai góc bằng 60 độ là tam giác đều. Câu B nhá. Gọi H là trung điểm BE nào. Chứng minh rằng tam giác HDC là tam giác vuông. Cô nối vào đây. Cô dùng hai chấm. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ nhá, muốn chứng minh góc này vuông thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Lưu ý này, ở đây có rất nhiều góc. Như vậy, ta nghĩ đến phương pháp cộng góc. Mà cộng góc thì muốn chứng minh góc này vuông, ta phải đưa vào gì nhỉ? Tam giác đúng không? Thế thì tam giác HDC biết những góc nào rồi? Biết góc này 60 độ này,
tóm này chưa biết này, đúng không? Và bây giờ nhiệm vụ phải tính góc này, đúng không? Chú ý quan sát xem tam giác HDE của cô có điểm gì đặc biệt không? Nào, nhìn hộ cô này. Ta có H là trung điểm BE. BE chúng ta sẽ tìm được ở trên là sẽ tính được nhá, bằng 4. Nên là HE tính bằng 2, DE cũng bằng 2. Ồ, vậy đây là tam giác gì? Tam giác cân, đúng không? Góc ngoài bằng 60 độ, bằng tổng hay góc trong không kể với nó, mà lại là tam giác cân, nên góc này bao nhiêu độ? 30 độ. Tam giác HDC biết mấy góc rồi? Biết góc C, biết góc H. Ở đây bằng 30 độ đúng không? Và như vậy lấy 180 trừ 60 độ trừ đi 30 độ, ta tìm được kết quả góc HDC nhá. Và đây là hướng dẫn chi tiết của cô này. Câu A, vì tam giác đều nên ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, và ta tìm góc đồng vị. Và ta sẽ chứng minh tam giác AGD và DEC đều. Đây là kết quả. Và cô nhắc lại câu B, ta sẽ chứng minh rằng đây là tam giác cân, có góc ở ngoài tam giác là góc 60 độ. Thì bằng tổng hai góc trong không kể với nó là góc H và góc D. Và hai góc này bằng nhau nên góc H bằng 30 độ. Góc C 60 độ. Và từ đó chúng ta tìm góc D bằng cách áp dụng tổng ba góc trong một tam giác. Bài 3 là một bài tập về tam giác vuông cân. Chúng ta hãy tự vẽ hình vào vở này. Đây là hình vẽ của cô này. AH vuông góc với BC tại H. Chứng minh AH bằng BH bằng CH, chúng ta làm như thế nào nhỉ? Để chứng minh AH bằng BH bằng CH, tức là ba đoạn thẳng bằng nhau, thì chúng ta phải chứng minh các tam giác nào là tam giác cân. AHC và AHB đúng không? Thế thì ở đây góc này 45 độ. Và tam giác vuông cân nên đường cao sẽ đồng thời là đường gì nhỉ? Phân giác. Nên góc này cũng 45 độ. Và như vậy tam giác HAC cân tại đỉnh H, ta được HA bằng HC. Tương tự HA bằng HB, nên ta có điều này. Và đây là hình vẽ của đường thẳng M ở câu B. Ta kẻ BD CE vuông góc từ B và C tới M, và ta phải chứng minh là góc BAD bằng góc ACE. Thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta nhé. Để chứng minh hai góc bằng nhau, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là cùng phụ với một góc. Phụ tức là gì? Phụ tức là cùng cộng với một góc bằng 90 độ. Quan sát hộ cô. Góc BAD, cô ký hiệu là A1. A1 cộng góc BAC cộng góc này, cô ký hiệu là A2 nhé. A2 bằng bao nhiêu độ? 180 độ. Cô thay BAC bằng 90 độ thì cô suy ra được A1 cộng với A2 bằng 90 độ. Mà lại có góc ACE cộng với góc A2 lại bằng 90 độ. Vì đây là tam giác vuông. Và như vậy là chúng ta nhìn thấy A1 và ACE cùng cộng góc A2 bằng 90 độ chưa? Tức là cùng phụ với một góc đấy. Và từ đó suy ra A1 bằng góc ACE. Điều phải chứng minh. Đến đây thì việc làm câu C là rất là dễ rồi. Muốn chứng minh AD bằng CE, ta sẽ xét hai tam giác bằng nhau. Và trường hợp ở đây là gì nhỉ? Cạnh huyền và góc nhọn, bởi vì góc nhọn đã lấy ở câu
B nhá. Và với gợi ý của cô như vậy, các con hãy tự trình bày lại vào vở. Vì nếu trình bày được thì chúng ta mới hiểu được bài nhá. Và dưới đây thì cô cho thêm bài số 4 và cô cho thêm hướng dẫn cho một số bạn học sinh giỏi tự làm. Hình vẽ này. Và đây là hướng dẫn nhé. Và buổi học ôn tập hình học của cô đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.